Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Quý vị thân mến, việc chọn ngày tốt mua xe là một trong những cái việc làm quan trọng trong văn hóa tâm linh của người dân phương Đông, đặc biệt là Việt Nam. Chọn ngày tốt mua xe được coi là mang lại sự may mắn, phúc lộc và bình an cho người mua, giúp tránh được những rủi ro, tai nạn và khắc phục các rắc rối trong cuộc sống. Người ta tin rằng việc mua xe trong ngày tốt sẽ đem lại sự hòa hợp giữa người mua xe, giúp tạo ra một tương lai tốt đẹp và thịnh vượng cho người dùng. Ngoài ra thì người mua cũng cần chú ý đến ngày tốt để tránh các yếu tố tiêu cực như ám khí, xung khắc không tốt cho việc đi lại, sử dụng xe của mình. Việc chọn ngày tốt mua xe cũng mang tính văn hóa, là cách để người dân tôn trọng truyền thống tâm linh của đất nước và những giá trị đạo đức cao đẹp trong cuộc sống. Chính vì vậy mà việc chọn ngày tốt mua xe cần được thực hiện đúng cách, kết hợp giữa tâm linh và khoa học, giúp cho người mua xe có thể là sở hữu một chiếc xe tốt đẹp, an toàn và mang lại may mắn cho gia đình và bản thân. Và trong video của ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe trong tháng 5 âm lịch này. Quý vị có thể lựa chọn cho mình một trong số những ngày mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây, xem ngày nào là ngày hợp với tuổi của mình nhất để chúng ta tiến hành mua xe và đem xe về gặp được nhiều may mắn nhất. Ngày thứ nhất, đây là ngày mùng 9 tháng 5 âm lịch, dương lịch là vào thứ hai, ngày 26 tháng 6. Đây là ngày Ất Mão, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt gồm có giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương cung kỵ nhật nào hết. Là ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe. Các thông tin về Ngọc Hạp Thông Thư, về ngũ hành, về Bành Tổ Bách Kỵ Nhật thì chúng ta có thể là tham khảo ở trên màn hình. Theo Khổng Minh Lục Diệu thì đây là ngày Đại An, tức là ngày cát, mọi việc đều được yên tâm, hành sự thành công. Chúng ta chú ý cái hướng xuất hành, là xuất hành hướng Tây Bắc để đón Hỷ Thần và xuất hành hướng Đông Nam để đón Tài Thần. Là giờ xuất hành theo Lý Thần Phong thì có các cái khung giờ như sau. Giờ Ngọ và Tý thì mọi công việc đều được tốt lành. Mùi và Sửu thì mưu sự khó thành. Thân và Dần thì tin vui sắp tới. Dậu và Mão hay tranh luận cái cọ. Tuất và Thìn là giờ rất tốt lành. Hợi và Tỵ thì cầu tài thì không có lợi. Ngày thứ hai, đấy là ngày 12 tháng 5 âm lịch, dương lịch là vào thứ năm, ngày 29 tháng 6. Đây là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương cung kỵ nhật nào hết. Là ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là rất tốt cho việc mua xe. Các thông tin về Ngọc Hạp Thông Thư, thông tin về ngũ hành, về Bành Tổ Bách Kỵ Nhật thì chúng ta tham khảo thêm ở trên màn hình. Chúng ta chú ý cái hướng xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hoặc là xuất hành hướng chính nam để đón tài thần. Và này giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong thì có các cái khung giờ tốt xấu như sau. Giờ Ngọ và Tý thì hay tranh luận cái cọ. Mùi và Sửu, đây là giờ rất tốt lành. Thân và Dần, cầu tài thì không có lợi. Dậu và Mão thì mọi công việc đều được tốt lành. Tuất và Thìn thì mưu sự khó thành. Hợi và Thị thì tin vui sắp tới. Và ngày thứ ba trong tháng này được đánh giá là tốt cho việc mua xe, đấy là ngày 15 tháng 5 âm lịch, dương lịch là vào Chủ nhật, ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023. Đây là ngày Tân Dậu, là ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi và Dậu. Ngày này cũng không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương cung kỵ nhật nào hết. Là ngày cũng được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe. Và các thông tin về sao tốt sao xấu, rồi ngũ hành, rồi Bành Tổ Bách Kỵ Nhật thì chúng ta xem ở trên màn hình. Theo Khổng Minh Lục Diệu thì đây là ngày Đại An, tức là ngày cát, mọi việc đều được yên tâm, hành sự thành công. Chúng ta chú ý hướng xuất hành và giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong. Thì có các cái khung giờ như sau, giờ Ngọ và Tý thì mọi công việc đều được tốt lành, Mùi và Sửu thì mưu sự khó thành, Thân và Dần thì tin vui sắp tới, Dậu và Mão hay tranh luận cái cọ, Tuất và Thìn thì là giờ rất tốt lành, Hợi và Tỵ thì cầu tài thì không có lợi. Và ngày thứ năm trong tháng này được đánh giá là tốt cho việc mua xe, đấy là ngày 19 tháng 5 âm lịch,
dương lịch là vào thứ năm ngày mùng 6 tháng 7 của năm 2023. Đây là ngày kim đường hoàng đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương cung kỵ nhật nào hết. Là một trong 5 ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe trong tháng 5 âm lịch này. Nhờ các thông tin về Ngọc Hạp Thông Thư, Ngũ Hành, rồi Bành Tổ Bách Kỵ Nhật thì chúng ta xem ở trên màn hình. Theo Khổng Minh Lục Diệu thì đây là ngày Tiểu Cát, tức là ngày Cát. Trong ngày Tiểu Cát thì mọi công việc đều tốt lành và ít gặp trở ngại, mưu đại sự, hanh thông thuận lợi, cùng với đó là âm phúc, độ trì, che chở, được quý nhân nâng đỡ. Hướng xuất hành thì chúng ta chú ý là xuất hành hướng Tây Bắc để đón hỷ thần, hoặc là xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần. Còn là giờ xuất hành theo lý thần phong thì có các cái khung giờ như là giờ Ngọ và Tý, thì đây là giờ rất tốt lành. Còn là Mùi và Sửu, cầu tài thì không có lợi. Và Thân và Dần thì mọi công việc đều được tốt lành. Dậu và Mão thì mưu sự khó thành. Tuất và Thìn thì tin vui sắp tới. Như là Hợi và Tỵ thì hay tranh luận cái cọ. Và ngày tiếp theo đấy là ngày 24 tháng 5 âm lịch, dương lịch là vào thứ 3 ngày 11 tháng 7 năm 2023. Đây là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ tốt thì gồm có giờ Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân và Dậu. Ngày này thì không phạm phải bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương hay là dương cung kỵ nhật nào hết. Là một trong những ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe trong tháng 5 âm lịch này. Về các thông tin về Ngọc Hạp Thông Thư hay là Ngũ Hành, rồi Bành Tổ Bách Kỵ Nhật thì chúng ta xem ở trên màn hình. Để hướng xuất hành thì chúng ta chú ý là xuất hành hướng Tây Bắc để đón hỷ thần, hoặc là xuất hành hướng Tây Nam để đón tài thần. Còn giờ xuất hành theo lý thần phong thì có các khung giờ như là giờ Ngọ và Tý thì hay tranh luận cái cọ. Mùi và Sửu đây là giờ rất tốt lành. Thân và Dần cầu tài thì không có lợi. Dậu và Mão thì mọi công việc đều được tốt lành. Tuất và Thìn thì mưu sự khó thành. Hợi và Tỵ thì tin vui sắp tới. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là ở trên đây có 5 ngày được các chuyên gia đánh giá là tốt cho việc mua xe trong tháng 5 âm lịch này. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên đây sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được ngày tốt, giờ tốt, thích hợp nhất để cho quý vị có thể là mua xe, mang xe về gặp được nhiều may mắn nhất. Vâng, quý vị thân mến, chọn ngày tốt mua xe không chỉ là cái việc làm mang lại may mắn và tài lộc, mà còn là cái việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tâm linh, đồng thời giúp cho người mua có thể tiết kiệm thời gian, công sức và đặc biệt là tiền bạc khi mà sở hữu một chiếc xe vừa ý, phù hợp với nhu cầu sử dụng và tính cách của mỗi người. Việc chọn ngày tốt mua xe là một cái việc làm quan trọng trong văn hóa tâm linh của người dân Việt Nam ta. Nó không chỉ mang lại may mắn và phúc lộc cho người mua, mà còn giúp người dân tôn trọng và giữ gìn những giá trị truyền thống văn hóa của đất nước. Tuy nhiên thì việc chọn ngày tốt mua xe cần phải được thực hiện đúng cách, với sự tôn trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng để đảm bảo sự an toàn và tốt đẹp cho người dùng. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được ngày giờ phù hợp nhất để tiến hành mua xe và mang xe về gặp được nhiều may mắn nhất. Nếu như quý vị cảm thấy băn khoăn không biết mình nên chọn ngày nào thì có thể là để lại thông tin dưới phần bình luận của video, và ban biên tập chương trình sẽ giúp quý vị lựa chọn được ngày giờ phù hợp nhất để quý vị tiến hành mua xe và nhận xe về gặp được nhiều may mắn nhất. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Nếu như có bất kỳ băn khoăn thắc mắc thì quý vị hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video và ban biên tập chương trình sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.